Có rượu vào người, nam thanh niên hỏa thiêu mẹ kế và em cùng cha khác mẹ nguy kịch. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Hoài Thương, 26 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, tối 28 tháng 8, sau khi nhậu xong, nghi phạm Thương nhớ lại mâu thuẫn với bà Nguyễn Thị Thanh Nhân, 47 tuổi, là mẹ kế của Thương, nên nảy sinh ý định giết người phụ nữ này. Nghi phạm Thương chạy xe máy đi mua 3 lít xăng, về đến nhà, thấy bà Nhân cùng em Trương Hoài Thanh, em trai cùng cha khác mẹ với Thương, nằm ngủ trong màn, nên thanh niên này lấy xăng tạt vào rồi châm lửa đốt. Bà Nhân và em Thanh bị cháy toàn thân, chạy ra ngoài kêu cứu. Cả hai được đưa đi cấp cứu, sau đó bà Nhân đã tử vong. Còn em Thanh đã điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng nguy kịch. Nghi phạm Thương sau khi gây án thì bỏ trốn. Đến ngày 30 tháng 8, Thương đến công an thị xã Bình Minh đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hành vi của nam thanh niên đã bị nhiều cư dân mạng xã hội lên án vì không có tình người và đề nghị loại trừ khỏi xã hội. Thế này thì phải cho đi thật xa, cụ thể là đi về với ông bà. Các bạn nghĩ sao về hành động dã man này của Thương? Để lại một bình luận bên dưới cho chúng tôi được biết nhé. Đừng quên like, share video và nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận thông báo về những video mới nhất của chúng tôi.